Chào các bạn. Ở clip trước chúng ta đã xóa bỏ ảo tưởng của chúng ta về thời gian đúng không? Chúng ta khẳng định là thời gian không thiếu nha và chúng ta có nhiều hơn và thậm chí là dư thời gian một ngày đấy so với 24 giờ trong một ngày với tất cả những cái hoạt động mà chúng ta có. Thế thì ở clip này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu hai nội dung khác đó là quản lý thời gian là gì và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian. Cô nhớ Victor Hugo, ổng có một cái câu nói như thế này Người nào mỗi sáng chúng ta lên kế hoạch cho công việc của mình vào ngày hôm đó và thực hiện theo kế hoạch đó sẽ mang đến một cái sợi dây giúp hướng dẫn anh ấy đi qua cái mê cung của cuộc sống bận rộn nhất. Hay ông John Maxwell, đây là ông ông là một diễn giả và một tác giả của rất nhiều những cái đầu sách bestseller về chủ đề lãnh đạo. Ông lại cho rằng đó là quản lý thời gian là một nghịch lý thời gian vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta và đồng hồ vẫn cứ tiếp tục tích tắc bất kể chúng ta sống như thế nào. Quản lý sự ưu tiên là câu trả lời để tối đa hóa thời gian mà chúng ta có. Vậy thì từ những cái câu nói của những cái người nổi tiếng và đôi khi chúng ta nhìn nhận lại trong cuộc sống của chúng ta thì cô và các bạn chúng ta tạm thời chúng ta thống nhất với nhau một cái điều như thế này nha. Quản lý thời gian đó là một cái quá trình có chủ đích có cấu trúc có lịch trình rõ ràng nhằm đạt được mục tiêu đặt ra nó yêu cầu những cái mục tiêu nhiệm vụ này được thực hiện một cách có chiến lược để đạt được hiệu quả cao nhất vậy thì quản lý thời gian tốt có nghĩa là chúng ta sắp xếp được thời gian của bạn một cách có chủ đích và ưu tiên các hoạt động có hiệu quả nhất để thúc đẩy chúng ta hướng đến mục tiêu và tôn vinh các giá trị của cá nhân chúng ta rõ ràng là khi không biết cách quản lý thời gian chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu 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 gì các bạn ha. À, chắc chắn là ở đây là chúng ta thiếu thời gian rồi. Chúng ta cũng không đủ thời gian dành cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè, cho những cái mối quan tâm khác của mình nữa. Đó là chưa nói đến khi mà chúng ta không biết cách sử dụng thời gian phù hợp á thì những cái áp lực căng thẳng nó sẽ kéo dài và khiến cho chúng ta rơi vào tình trạng stress. Do đó, việc quản lý tốt thời gian của chính mình nó rất là quan trọng và cái sự quan trọng đó nó được thể hiện thông qua những cái lợi ích như sau nè. Và những cái lợi ích này thì cô nghĩ là chúng ta cũng biết kha khá rồi đó ha. Thế thì cái lợi ích đầu tiên ở đây là gì? Đó là khi chúng ta biết cách quản lý thời gian, chúng ta sẽ góp phần làm giảm stress trong cuộc sống. Bởi vì uh, bí quyết ngắn gọn lắm để giảm stress mà theo các nhà tâm lý học ở đây họ khuyến khích, họ khuyến khích chúng ta làm đó là gì? Ăn uống đủ, ngủ đủ giấc và quan trọng nhất là biết cách sắp xếp công việc phù hợp cân bằng giữa chất lượng cuộc sống của bản thân mình à, cái lợi ích thứ hai ở đây đó là mỗi chúng ta đều cần học về kỹ năng quản lý thời gian nhằm sử dụng quỹ thời gian một cách hiệu quả nhất à, biết cách quản lý thời gian thì nó sẽ giúp chúng ta dành thời gian cho những công việc thích đáng và bớt đi những cái lo lắng vô ích à, chúng ta sẽ phân tích nó sau ha rồi cái lợi ích kế tiếp ở đây đó là biết quản lý thời gian thì nó sẽ giúp chúng ta sống có chất lượng hơn mãn nguyện hơn và hạnh phúc hơn, biết cân bằng được nhiều phương diện trong cuộc sống của mình. Ví dụ như cân bằng giữa công việc, gia đình, học tập, sở thích cá nhân, rồi đôi khi đó là những cái hoạt động mà thể dục thể thao nữa. À, một một trong những cái lợi ích nữa ở đây đó là quản lý thời gian, nó sẽ là công cụ để chúng ta làm tốt cái công việc hàng ngày của bản thân mình. À, chúng ta sẽ đạt được hoặc là gặt hái được nhiều cái cơ hội cho bản thân, đồng thời tranh thủ được à, thực hiện được cái mục tiêu quý báu mà chúng ta đã đặt ra và chúng ta đầu tư công sức chúng ta đầu tư thời gian vào nó để chúng ta được đạt được cái mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của mình quản lý thời gian nó không phải là cách kiểm soát mọi việc xảy ra như thế nào đâu các bạn mà là chúng ta thay đổi thói quen sử dụng thời gian của chính mình theo một cái hướng tích cực nhất một trong những cái lợi ích nữa mà cô nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nói đến ở đây đó là khi chúng ta làm chủ được thời gian của bản thân á, có nghĩa là chúng ta sẽ làm chủ được cuộc đời của mình. Biết cách quản lý thời gian xét trong một cái chừng mực nào đó, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua khá nhiều cái biến cố với bản thân mình. À, và ở ngoài đó ra thì chúng ta còn thấy có một cái điều nữa đó là à, nếu như mà lâu nay bản thân mình á, à, cô và thậm thậm chí cô và cả các bạn chúng ta cảm thấy mình mất khá nhiều thời gian cho một số những cái hoạt động vô bổ, thậm chí là có hại thì nhân cái chủ đề ngày hôm nay, cô hy vọng những cái hoạt động lành mạnh hơn nè, có ít hơn sẽ được thay thế, giúp chúng ta hoàn thiện hơn và trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, những điều cô vừa đề cập trên ở đây thì nó có vẻ như là ôi, biết rồi cô ơi, khổ lắm nói mãi. Nhưng biết sao không làm các bạn? biết tại sao chúng ta vẫn vẫn cố duy ý chí với cái mà chúng ta đang làm thì đó là bởi vì sao ạ à? bởi vì chúng ta làm việc không có kế hoạch chúng ta thích là làm không thích là nghỉ à, cái lúc này chúng ta đang dư dả thời gian thì chúng ta nằm hoặc chúng ta ngồi chúng ta ôm điện thoại chúng ta lướt facebook lên instagram lên tiktok chơi game chơi pikachu chẳng hạn À, thì cái lúc mà thời gian nó còn hạn hẹp như cái thế này thôi thì lúc đó chúng ta cày, chúng ta thức trắng đêm để chúng ta chạy deadline cho nó xong. Đó có phải là một trong những nguyên nhân đầu tiên khiến các bạn bị mất thời gian của các bạn không? kế tiếp đó là do chúng ta đặt ra cái mục đích của chúng ta nó không có rõ ràng. À, cái mục đích này nó chồng lên mục đích khác và cuối cùng là mình giống như mình đi giữa một cái con đường mà mình không biết mình phải làm cái gì ở trong đó Hoặc thậm chí là do chúng ta có mục đích thiệt nhưng mà chúng ta đặt quá nhiều mục tiêu và thậm chí là những cái mục tiêu đó nó quá xa vời so với năng lực bản thân của mình cô nói ví dụ như thế này thôi nha có rất nhiều bạn sinh viên nói với cô rằng là cô ơi em cũng uh, uh, chú ý đến cái việc đó là mình rèn luyện sức khỏe dữ lắm cũng cố gắng là tập thể dục uh, không có điều kiện đến các phòng tập gym thì bây giờ em ở nhà em ra công viên em cũng chạy bộ vậy đó nhưng mà thật ra ví dụ như ngày đầu em để điện thoại 4 giờ sáng chuông vang lên rồi ngày đầu em cũng khí thế hăng hái lắm em cũng ra em chạy vòng xong rồi bắt đầu khoảng vòng um, chạy thôi rồi về đi bộ đi bộ về xong về tự nhiên cái tắm xong cái ra cái thôi mình nằm chút xíu rồi mình lên trường cái nằm ngủ luôn đến 9 giờ rồi mất học buổi học buổi sáng rồi thậm chí là ngày hôm sau nữa bắt đầu chuông đồng hồ reo 4 giờ cái tự nhiên ngày hôm trước mình đang mệt mà và mình không đủ thời gian nữa cho nên sao thôi mình ngủ luôn cho rồi tập chi nữa và cái đó các bạn mình đặt mục tiêu đó ra không có hợp lý so với hoạt động của mình hoặc thậm chí là cô thấy trong những năm vừa qua nha cái vai trò mà chúng ta học tiếng Anh á nó đang quay trở lại và chúng ta cày càng thấy cái giá trị của những cái người chúng ta có cái năng lực ngoại ngữ nó như là một cái công cụ để hỗ trợ chúng ta rất nhiều ở trong đó cho nên là các bạn học tiếng Anh cũng khá là nhiều nhưng có một số bạn chúng ta quên mất rằng là cái gốc của chúng ta, nó cái nền của chúng ta nó chưa có. Các bạn vô những cái lớp mà ôn thi AL á, tại vì các bạn thấy cái giá trị của bằng AL nó cao. Hoặc ví dụ như trường mình các bạn ra trường thì các bạn cần phải có tô, tô ít đúng không? À, cô nhớ là có tô ít đấy nó bao nhiêu chấm đó của các bạn đó. Thế thì bây giờ mình cứ nghĩ rằng là à, gốc mình tốt rồi, bây giờ mình nhảy vô lớp ô mình thi khi mà nhảy vô lớp ôn rồi thì mình cũng cảm thấy trời ơi sao những cái kiến thức này nó lạ quá so với mình à, thậm chí ví dụ như ôn thì lại không có tập trung cao trong ngày thi thì bắt đầu làm sao ạ à? là mình cái kết quả nó bị fail đi và nó không như chúng ta mong muốn bắt đầu làm cho chúng ta bị nản lòng và những lần sau đó, các bạn nó sẽ làm cái cơ sở không không làm cái cơ sở tốt không làm cái bàn đạp đốt tốt cho chúng ta làm như vậy trước nữa cho nên cái việc mà chúng ta đặt ra mục tiêu của mình đó, nó cũng rất là quan trọng ở đây xác định mục tiêu nó như thế nào cơ một trong những cái nguyên nhân nữa làm cho chúng ta bị lãng phí thời gian là do chúng ta không tập trung. Đúng không? Ngồi học nhưng mà đầu cận tơ tư tưởng đến đâu đó, vẫn lên lên gió cùng mây, vẫn đi thăm chị Hằng chú Cùi hoặc thậm chí là vẫn đang đọc tin tức là ồ bây giờ ở Seoul có bao nhiêu người chết ờ à, thông qua cái lễ hội Halloween vừa qua. À, các bạn mình không có tập trung, mình làm việc gì mà mình 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 có cái sự phân tâm trong thời điểm đó thì nó khó lắm các bạn, kết quả đã không cao mà thậm chí đó là chúng ta mất rất nhiều thời gian của mình. Hỏng số nữa là một số bạn nữa là chúng ta bị lo lắng thái quá. Chúng ta chưa làm nhưng chúng ta cứ nghĩ là chúng ta làm không được. Chúng ta chưa bắt tay vô làm nhưng mà chúng ta đã nghĩ những cái khó khăn trước mắt rồi. Và những cái như vậy thì bắt đầu từ trong vô thức của mình, trong cái cơ chế phòng vệ của con người chúng ta nó bị nản á các bạn. Nó những cái yếu tố nản, những cái âm tính như vậy nó tung ra hết rồi bắt đầu chúng ta lo lắng, rồi chúng ta ngồi đó tự nhiên ngồi chưa làm gì hết mà lo đi. Giống như ông bà mình có một câu lo bò trắng răng vậy hmm. Rồi thậm chí nữa đó là um, Có một số bạn ấy, chúng ta không có khả năng nói không Với những việc không cần thiết Ví dụ như uh, đang làm việc gì đó Bạn nhờ mình làm Cái mình nói ờ à, để tao giúp luôn Nhưng mà giờ lỡ hứa với bạn rồi Mà không làm không được mất mất niềm tin của bạn và mình, rồi thậm chí ví dụ như thầy cô nhờ cái gì đó cũng đi làm, rồi bạn bè hoặc gia đình nói chung cái những cái việc nào đó đâu đâu nó xiên vào trong cái cái nguồn công việc của mình nhưng mà mình không có suy xét kỹ và mình cứ ok, mình cứ giáp mình cứ nhận rồi cuối cùng rồi một cái nó trở thành một cái mớ uh, ma trận hỗn độn trong quá trình làm việc của mình ở trong đó. Hmm. Một cái nguyên nhân nữa ở đây đó là cá nhân con người chúng ta luôn chủ quan rằng cái quỹ thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Trời, lo gì mình còn 3 tuần nữa mình mới nộp bài tập đúng không? 3 tuần à, tuần đầu tiên trôi qua. Ôi còn 2 tuần lo gì? 2 tuần nữa trôi qua còn một tuần. Thì bây giờ nó không tính bằng tuần nữa mà đơn vị chuyển tuần sang ngày. Thế cái con số nó nhiều hơn. Ôi mình còn 7 ngày, mình còn 6 ngày, mình còn 5 ngày. À, như vậy các bạn thấy không? Những cái việc đó mà chúng ta thấy nó làm cho chúng ta bị trì hoãn thời gian của mình thôi. Hoặc nữa nha đó là do hồi nãy chúng ta nói về những người chúng ta không biết từ chối thì không biết từ chối nó sẽ dẫn đến một cái việc đôi khi chúng ta quá ôm đồm công việc của mình và không biết phân công trong việc cho người khác à, ví dụ như đặc biệt trong quá trình làm nhóm của các bạn ở trên trường á, à, à, các bạn hay có cái khái niệm gì ta à, khái niệm à, cái người mà sẽ bao xô toàn bộ nhóm á các bạn gọi là gánh thêm đúng không à các bạn có cái khái niệm đó đó bây giờ người khưng công nó không làm hoặc là sao đó không biết lý do vì bạn bè chơi thân và ôi cái này tao không làm được cho nên mình giúp tao với cuối cùng mình gom hết mình gom hết rồi thì cuối cùng nhiệm vụ của mình công việc của mình vai trò của mình ở trong đó như thế nào không thể hiện được thời gian của chúng ta mất nhiều hơn và thậm chí nữa là do những cái yếu tố tác động mà chúng ta không mong muốn ví dụ như môi trường hoặc những cái yếu tố tác động bên ngoài những cái đó là những cái nguyên nhân làm cho chúng ta bị lãng phí và mất cái thời gian của mình Vậy quay lại với câu hỏi ban nãy hồi nãy của cô đó, đó là tại sao chúng ta lại không sử dụng thời gian của mình vào những cái việc nên làm câu trả lời cô nghĩ là khá đơn giản là vì chúng ta không thấy được ý nghĩa và động cơ của những cái việc mình đang làm ví dụ như là à, bạn được giao một bài tập từ đầu học kỳ nhưng cô hứa luôn với các bạn một điều rằng là hầu hết trong chúng ta chúng ta sẽ để cái bài tập đó đến xét ngày nộp chúng ta mới làm bởi vì chúng ta không nhận ra được cái ý nghĩa thật sự của cái việc chúng ta hoàn thành xong cái bài đó hoặc là cái việc hoàn thành cái bài đó nó liên quan gì đến môn học của mình mà chúng ta chỉ có nghĩ một việc là gì à mình trả nợ cho xong hoàn thành cái nhiệm vụ với thầy cô là được rồi vì mình không có thấy được ý nghĩa của nó cho nên là mình cứ ừ, từ 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 mình làm thôi hoặc thậm chí ví dụ như thế này các bạn À, hiện giờ trong trong lứa sinh viên của của các bạn á chúng ta đang có một cái phong trào khởi nghiệp mà nhà trường mình cũng đang khuyến khích chúng ta làm cái điều này mà cô nghĩ không riêng về nhà trường đâu cả xã hội của chúng ta đang khuyến khích chúng ta đang thực hiện điều này à, cô cho rằng là các bạn đang muốn mở một cái shop gì đó chẳng hạn nha à, nhưng mà những cái kiểu ví dụ như mình thiết kế cái shop như thế nào các bạn hiểu ra sao à, mua bộ bàn ghế như thế nào đèn gì đèn gì À, hoặc là viết uh, tin tức marketing, rồi hoặc là chúng ta đi kiên trì đối tác á, thì uh, có một số bạn chúng ta làm rất nhiệt tình, rất khoái thậm chí là chúng ta còn thức thâu đêm suốt sáng luôn và trong một cái tâm trạng rất là hào hứng, phấn khởi nữa kìa bởi vì chúng ta biết được rằng cái ý nghĩa thật sự của cái việc chúng ta đang làm ừ, cho nên là chúng ta làm nó với một cái tinh thần và chúng ta biết được rằng là thời gian nó rất quý báu với chúng ta hoặc thậm chí, chúng ta quay lại câu chuyện hồi nãy chúng ta nói là chúng ta học tiếng Anh nha. Thì à, cô thấy là có khá khá nhiều người chúng ta bỏ cuộc vì chúng ta chưa tin rằng là mỗi ngày mình cứ học thêm một chút thôi, một chút thôi, một chút thôi thì nó sẽ đem lại sự khác biệt. À, nó khó lắm cô ơi, nó biết con chứ con không có biết nó. Tiếng mẹ đẻ mình còn chưa rành thì rành chi tiếng mẹ kế cô. Thì ở đây cô dùng cụm từ mẹ kế là giống như một cái hình tượng thôi ngang chứ không có ý gì hết á. Nhưng mà thật ra các bạn khi mà chúng ta không thấy được cái ý nghĩa của nó, chúng ta không thấy được cái giá trị của nó và chúng ta không thấy được cái vai trò của nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ tạo được cái động lực cho mình đâu. Cho nên chính vì những cái yếu tố như vậy mà chúng ta từ bỏ và chúng ta không làm. Khi chúng ta cô lập lại một điều nữa đó là khi chúng ta không thấy được ý nghĩa của những việc chúng ta cần làm, thì dẫn đến cái việc đó là chúng ta sẽ không có động lực. Mà một khi chúng ta không có động lực, thì dĩ nhiên chúng ta đâu có dành thời gian nhiều cho nó và thậm chí là nếu có thì nó ôi, nó cũng qua quýt thôi chứ không có cần phải tập trung quá là nhiều. Do đó, một khi chúng ta nhận diện được nguyên nhân chính khiến chúng ta lãng phí thời gian của mình, chúng ta sẽ biết cách uh, quý trọng hơn thời gian của mình và tìm cách khắc phục hàng ngày, đúng không các bạn? Vậy làm sao để khắc phục chúng? Làm sao để chúng ta sử dụng thời gian một cách hiệu quả uh, và thực sự hiệu quả hơn? thì chúng ta hãy cùng theo dõi ở video uh, kế tiếp nha. À, tuy nhiên, <laughs> chưa ngừng lại được đâu ạ. À. Trước khi tiếp tục với chuyên đề này, thì uh, cô rất mong các bạn cùng cô thực hiện một bài tập nhỏ nhỏ thôi. Cô cũng sẽ làm và tối nay cô cũng sẽ làm điều đó. Hứa luôn với các bạn. Đó là chúng ta sẽ uh, liệt kê những cái hoạt động thường nhật trong một ngày của mình uh, và mỗi một cái hoạt động như vậy, chúng ta sẽ cho một cái quỹ thời gian nào đó, một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày của chúng ta bên cạnh đó thì chúng ta có cái cột đó là nên tiếp tục hay là nên hạn chế hoặc thậm chí là các bạn có cái cột nên hoặc không nên cũng được thì các bạn ngồi ra các bạn ngồi các bạn list những cái công việc của các bạn ra các bạn ghi những cái yếu tố đó ra à bên đây ví dụ nha một cái bảng như thế này chúng ta chia làm ba cột cột bên đây là cột nội dung tất cả những cái hoạt động công việc thường ngày của mình à rồi cái thời gian đi kèm thì bên đây là nên và không nên à các bạn sẽ hỏi cô cô ơi mình làm điều đó để làm gì Thế thì khoan, cô sẽ không trả lời cho các bạn đâu Mà cô muốn các bạn ngồi mình liệt kê nó ra đi Khi các bạn liệt kê nó ra Các bạn ngồi các bạn đánh ở cái chỗ là nên và không nên Nên tiếp tục hoặc không nên tiếp tục Cô tin chắc các bạn sẽ thấy được ý nghĩa Và động cơ của chính cái hoạt động này Hẹn được tiếp tục gặp lại các bạn ở video sau nhé.